Người ngoài hành tinh là một trong những danh thủ Brazil có nền tảng tài chính vững vàng nhất sau khi giải nghệ. Kể từ khi giải nghệ vào năm 2011, Ronaldo Luiz Nazário de Lima gần như không vướng vào những scandal phá sản hay rắc rối với pháp luật như Ronaldinho, Adriano hay Robinho. Khối tài sản của anh được phát triển nhờ việc đầu tư tài chính khôn ngoan. Theo thống kê mới nhất từ Goal tháng 4 năm 2020, tổng giá trị tài sản của Ronaldo ước tính vào khoảng 325 triệu đô, tức là 300 triệu euro. Đây là con số đủ để giúp cựu tiền đạo Inter Milan vào danh sách những cầu thủ và cựu cầu thủ có tài sản lớn nhất thế giới hiện tại. Trước khi vào xem clip, các bạn nhớ bật chuông thông báo và ấn theo dõi kênh cho tụi mình các bạn nhé. Không chỉ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới, Ronaldo Béo còn được biết đến là một tay chơi khác tiếng và sớm phải giải nghệ vì chấn thương. Tuy nhiên, khác với thời kỳ còn thi đấu, giờ đây người ngoài hành tinh đã trở thành một doanh nhân vô cùng thành đạt và giàu có. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi kiểm chứng điều này khi khám phá khối tài sản khổng lồ của Ronaldo Béo sau khi giải nghệ nhé. Kể từ khi giải nghệ vào năm 2011, Ronaldo Luiz Nazário de Lima gần như không vướng vào những scandal phá sản hay rắc rối với pháp luật như các ngôi sao Brazil khác như Ronaldinho, Adriano hay Robinho. Khối tài sản của anh được phát triển nhờ việc đầu tư tài chính khôn ngoan. Theo như thống kê mới nhất, tổng giá trị tài sản của Ronaldo ước tính vào khoảng 325 triệu đô la, tương đương 300 triệu euro. Đây là con số đủ để giúp người ngoài hành tinh vào danh sách những cầu thủ và cựu cầu thủ có tài sản lớn nhất thế giới hiện tại, chỉ sau Cristiano Ronaldo, David Beckham và Lionel Messi. Nếu chỉ tính riêng bóng đá Brazil, Ronaldo Béo dù đã giải nghệ khá lâu nhưng khả năng kiếm tiền vẫn ăn đứt những người đàn em của mình. Neymar dù đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ nhưng mới chỉ là sở hữu tổng tài sản 185 triệu đô la, xếp sau lần lượt thiên thần Kaká với 105 triệu đô la và vua bóng đá Pelé có khoảng hơn 100 triệu đô la. Dư luận từng nghĩ rằng cuộc đời Ronaldo sẽ trôi đi như nhiều cầu thủ Brazil tài năng điển hình khác. Tuy nhiên, Ronaldo Béo khiến người ta ngỡ ngàng khi trở thành một doanh nhân thực thụ trong nền công nghiệp bóng đá. Thu nhập của Ronaldo Béo đến từ nhiều nguồn khác nhau như các khoản tài trợ thương mại hay hợp đồng quảng cáo nhờ danh tiếng trong quá khứ. Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu của người ngoài hành tinh vẫn là các danh mục đầu tư kinh doanh. Khác với tính chất bất trị và ham chơi thời trẻ, Ronaldo Béo dường như đã thay đổi hoàn toàn ở thời điểm hiện tại. Truyền thông hiếm khi thấy Ronaldo vung tiền mua sắm đồ xa xỉ, anh được biết đến nhiều hơn với các hoạt động của một doanh nhân thực thụ trên thương trường. Năm 2011, ngay sau khi chính thức giải nghệ, huyền thoại người Brazil đã bắt tay ngay vào công việc kinh doanh của mình. Ronaldo Béo khi đó đã mua cổ phần và tham gia nhiều công ty marketing thể thao lớn trên thế giới để tích lũy kinh nghiệm. Đặc biệt, nhà vô địch World Cup 2002 còn dành 3 năm ở London để học thêm tiếng Anh và trau dồi các kỹ năng kinh doanh. Cùng năm đó, Ronaldo tham gia sáng lập công ty Nine, chuyên quản lý, bảo vệ và quảng bá hình ảnh của các vận động viên cũng như thương hiệu thể thao. Với thương hiệu của một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất làng túc cầu, rất nhanh chóng, nhiều ngôi sao bóng đá Brazil như Kaká, Lucas Moura hay thậm chí là tay vợt huyền thoại Rafael Nadal cùng hàng loạt võ sĩ, ca sĩ, diễn viên tên tuổi khác của Brazil trở thành khách hàng thân thiết của Nine. Nhờ vào tài lèo lái của doanh nhân Ronaldo, công ty Nine làm ăn phát đạt ngay từ những ngày mới thành lập. Theo như thông tin được tiết lộ, Ronaldo Béo đút túi số tiền tương đương tổng thu nhập của cả thương hiệu bóng đá hàng đầu David Beckham 46 triệu đô la và siêu mẫu Brazil có thu nhập cao nhất thế giới năm 2012, Gisele Bündchen 45 triệu đô la cộng lại. Ngay trong năm 2012, tạp chí danh tiếng Forbes phiên bản Brazil đã vinh danh Ronaldo là doanh nhân ngoài hành tinh. Năm 2018, Ronaldo khiến cả thế giới phải bất ngờ khi trở thành một ông bầu bóng đá. Khi đó, huyền thoại sinh năm 1976 quyết định mua lại 51% cổ phần của Real Valladolid, câu lạc bộ đang chơi tại La Liga. Cựu tiền đạo Barca chi 30 triệu đô la để trở thành cổ đông lớn nhất của đội bóng và nắm quyền điều hành câu lạc bộ. Trong vài tháng kể từ khi tiếp quản câu lạc bộ, Ronaldo tăng gấp 3 đội ngũ tuyển trạch lên con số 15. Anh dự kiến mở rộng hơn nữa việc quan sát và tìm kiếm các viên ngọc thô. Ronaldo hy vọng Valladolid có thể thu lợi được từ thị trường cầu thủ trị giá 6 tỷ đô la hàng năm trên thế giới. Dưới bàn tay điều hành của người ngoài hành tinh, đội bóng tới từ Tây Ban Nha ngay lập tức có những tín hiệu tích cực cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
cho tới tháng 2 năm 2020, chỉ tính riêng giá trị đội hình của Valladolid đã tăng 17% so với thời điểm được Ronaldo mua lại. Lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, Valladolid thu lợi tới 7,3 triệu đô la trên thị trường chuyển nhượng mùa 2019-2020. Ngoài ra, Ronaldo béo còn mở dự án kinh doanh có tên Family Office Concierge R9 để quản lý tài chính, hình ảnh cho nhiều cầu thủ chuyên nghiệp, giúp họ có cuộc sống thoải mái sau khi giải nghệ. Danh sách khách hàng của cựu tiền đạo Real thậm chí còn có cả Neymar và các võ sĩ UFC nổi tiếng Brazil như Anderson Silva, Victor Belfort và Junior dos Santos. Bận bịu với công việc kinh doanh, thế nhưng Ronaldo béo cũng không quên đóng góp cho bóng đá cộng đồng. Cụ thể, chủ nhân của hai quả bóng vàng sở hữu một hệ thống trường dạy bóng đá với tên gọi Ronaldo Academy trên toàn cầu. Hệ thống trường này thu hút học viên nhờ việc quảng bá rằng những người đăng ký có thể được dạy những kỹ năng chơi bóng như Ronaldo thời còn đỉnh cao. Các trường học của Ronaldo Academy đã xuất hiện ở 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và dự tính sẽ cán mốc 100 trường. Ronaldo cũng sở hữu một đội eSports, một đội đua xe công thức 1 tên A1 Team Brazil. Ngoài những lợi nhuận thu được từ chứng khoán, kinh doanh, nhà vô địch 3 lần World Cup dù đã giải nghệ nhưng vẫn được các nhãn hàng săn đón. Hãng thời trang thể thao nổi tiếng Nike đã mời Ronaldo de Lima về làm nhà đại diện, thậm chí còn được nhãn hàng sản xuất đôi giày R9. Mỗi năm, Ronaldo đút túi 1 triệu đô la tiền phí đại diện cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real Madrid và Ronaldo thậm chí không ký hợp đồng đại diện với nhau và trả bằng tiền mặt để cựu siêu sao không cần phải mất tiền đóng thuế. Ngoài chăm chăm kinh doanh, tiền đạo sinh năm 1976 cũng không quên làm từ thiện. Ông từng giúp Philippines khôi phục sau bão Haiyan năm 2014, giúp đỡ các quốc gia châu Phi chống lại dịch Ebola năm 2015, hoặc tổ chức các trận bóng gây quỹ cho UNICEF. Chưa hết, Ronaldo cũng lập quỹ riêng để phát triển thanh thiếu niên Nam Mỹ. Trong suốt 18 năm thi đấu bóng đá, huyền thoại người Brazil chỉ kiếm được khoảng 200 đến 250 triệu đô la. Thế nhưng chỉ sau 7 năm gắn bó với sự nghiệp kinh doanh, khối tài sản của Ronaldo đã được nhân đôi. Nó cho thấy thành công vượt bậc của doanh nhân Ronaldo de Lima. Tạp chí Forbes đánh giá trong số các cầu thủ nổi tiếng thế giới đã giải nghệ, Ronaldo là một trong những người có khả năng kinh doanh tốt nhất. Anh không điển trai và có hình ảnh đẹp như David Beckham, không có gia thế khủng như Kaká, nhưng biết cách hoạch định tài chính vô cùng ấn tượng. Từ giả sân cỏ vào năm 2011, Ronaldo giờ đây đang sở hữu một cuộc sống vô cùng viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình. Cách mà người ngoài hành tinh đạt được những thành công lớn sau khi giải nghệ chính là tấm gương sáng cho những cầu thủ khác noi theo. Nếu thấy video hay hữu ích, đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!